Đây là quán ốc của Quang Hùng á mày. Người mẫu Quang Hùng. Quang Hùng. Quang Hùng phải Cao Hùng. Cao Hùng gì? Cao Hùng là cái quán ốc. Cao là cái quán ốc. Ai? Chú Quang Đại. Chú Quang Đại. Mình phải kêu bằng chú này hả? Mình cũng đâu có trẻ lắm đâu mà kêu chú. Không, mình nhỏ hơn chú 2 tuổi rồi đó. Thôi, nói chung là đây là mối quán của Huy Trần. Và bạn nào xem người ấy là ai thì sẽ biết Huy Trần là ai. Còn mình không xem người ấy là ai mọi người ạ. Hello mọi người, lại là mình đây, Châu Giang Nam. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và như cái tiêu đề video các bạn cũng đã thấy là đây sẽ là một video tour ăn quán của các nam thần showbiz Việt. Mình đột nhiên nghĩ ra cái tour này là tại vì hôm qua mình đã đi ăn quán của một nam thần nổi tiếng. Và bây giờ tour ngược thời gian nhé. Vâng đúng rồi. Rồi. Thực ra thì quán này là hùn hạp của rất là nhiều nam thần nha cả nhà. Và rất là nhiều nghệ sĩ showbiz tới đây check in. Theo như mình biết á, thì ngoài Quang Hùng ra thì còn có Mạc Trung Kiên nè, rồi Song Luân nè. Mình tới đây ăn mấy lần á, thì rất là nhiều các nghệ sĩ showbiz đều tới đây ăn. Cho nên nếu mà mọi người tới đây ăn á, nhiều khi còn được gặp nghệ sĩ nổi tiếng đó. Bây giờ thì trong lúc chờ món ăn lên thì tụi mình sẽ sống ảo. Tại vì không gian ở đây rất là xinh, rất là đẹp. Trời ơi, nó có ồn quá, mọi người cũng thông cảm nha. Tự nhiên dắt mình đi, ba bức mình hiền lành, công dung, vô hạnh. Biết đâu chơi này đâu. Nó không nói sớm, mà mặc nguyên bộ đồ lông lộn rồi. Học mè, học é. Không có rồi. Nha, bây giờ là ba bức là phải đóng cửa hết rồi. Không có ba bức ở đây nha mọi người. Đây là một cái nhà hàng, không, một cái ốc thôi à. Thì đây là, có tên là Cao Ốc and Beer. Nghe hay ha, tại vì ốc ở trên cao gọi là Cao Ốc. Đi ăn thôi, đi ăn lên, chiêu chiêu buổi tối. Xong anh nhớ lại là đây là quán ốc của Quang Hùng á mày. Người mẫu Quang Hùng. Quang Hùng. Quang Hùng phải Cao Hùng. Cao Hùng gì? Cao Hùng là cái quán ốc. Cao là cái quán ốc. Đó, cho nên mình suy nghĩ là cũng đi quán này nổi tiếng rồi, nhưng mà mình chưa làm một tour các nam thần nổi tiếng, hiểu không? Cho nên làm cái số này là làm tour quán các nam thần showbiz Việt. Đây, bây giờ thì anh thôi, ở đây thì tụi mình đã kêu ra một cái phần này là phần hải sản, combo hải sản. Sẽ có này là gì, sò hương đúng không? Sò ốc hương. Ốc hương. Sò hiếc. Mực, ba con gì đó nghêu. Hàu. 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 Ba con hàu siêu ba to con khổng lồ. Hàu siêu to khổng lồ được xuất thái mọi người ạ. Và ngoài ra ở đây menu giá nó cũng rất là vừa phải, tầm từ khoảng 6-70 ngàn một phần cũng có, hoặc là 100 ngàn cũng có. Nói chung là không quá là mắc đâu. Và nó nằm địa chỉ là ngay phía trên Yolopop luôn. Số 1 Bùi Viện. Các bạn nào mà hay bay, hay nhảy, hay đi đêm ở Bùi Viện chắc chắn là biết Yolo. Lên đây ăn ngon lắm. Nếu mà mày đi ăn các quán nam thần nổi tiếng á, nếu mà mày ở Hà Nội á, biết mày sẽ ăn ở đâu không? Quán nhà anh Tân một cú. Phần này là 399 ngàn. Ngon không? Ngon. Tươi lắm. Tươi ngọt lắm luôn á. Trời ơi, ốc con mực nè. Cái gâu mực nè, tươi roi roi. Mọi người có thể kêu phần combo cao ốc thì nó sẽ không có hàu với lại mực. Còn combo hải sản thì có. Trời nó cay quá má ơi. Nhưng mà ăn bị cuốn á. Cay quá luôn á. Một phần này mình kêu là 399 ngàn là để mọi người tới mà kiểu ăn nhậu bạn bè rai rai á. Chứ còn nếu mà tới đây mà kiểu đi riêng hoặc là đi sương sương học sinh sinh viên á. Kêu một tô cháo hàu. Có cơm, có mì. Với lại ốc thì cũng tầm 60-70 ngàn một phần. Ờ nhưng mà đây quận 1 mà giá vậy là rẻ rồi. Đúng rồi. Mọi người tới đây thì mọi người nên đem một cái chiếc điện thoại nào mà kiểu chụp ảnh xóa phông được á, sẽ thấy rất là nhiều bokeh rất là đẹp. Trong buổi tối rất là ảo, không cần phải ra phố, ra đường gì hết. Trời, giờ ra chỗ công cộng có được tháo khẩu trang đâu. Vô nhà hàng này được. Ừ. Ok, bây giờ tụi mình sẽ tiếp tục ăn đây. Nè, miếng cắt đi nè. Mẹ này. Rồi lát sáng mai thì sẽ đi đem quán tiếp theo. Rồi, và sau khi ăn của quán của Quang Hùng thì mình đã nghĩ là hôm nay tìm kiếm thêm nhiều quán nữa. Và tiếp tục rủ thêm của Trần VN để đi ăn quán của một nghệ sĩ cũng rất là nổi tiếng, đó chính là Quang Đại. Quán này có tên là Ăn Cơm Uống Nước, rất là dễ thương đúng không? Nằm ở ngay quận 1 thôi và cũng rất là dễ kiếm, mọi người có thể vào đây. Đi nào. Thank you.
rồi. Và nó vui kìa, nó vui hơn mình luôn á mọi người. Tụi mình đã vào quán của ai? Chú Quang Đại. Chú Quang Đại, mình phải kêu bằng chú này hả? Mình cũng đâu có trẻ lắm đâu mà kêu chú. Không, mình nhỏ hơn chú 2 tuổi rồi đó. Ủa thì chú xưng chú thì mình gọi chú thôi. À ok, nhưng mà ủa bây giờ chú còn kinh doanh này không? Không biết. Ừ tao không biết nha, tại vì mình lại nghe một số thông tin là bây giờ Quang Đại không còn chung vốn, không còn quản lý nữa, nói chung không biết. Nhưng mà về cơ bản thì lúc mà tụi mình biết cái quán này á là tại vì là Quang Đại là founder. Cho nên tụi mình đã tới anh thử và đây là một kiểu quán Thái. Trời ơi nó xinh lắm mọi người ơi, nó cực xinh, cực kiểu cái không gian cực kỳ xinh và ấm cúng luôn á. Con này mới được chứ. Thôi quán này có đâu thấy cũng bình thường sống đấy. Và đặc biệt là tụi mình đều là fan của Thái Lan. Ờ tới đây thì tụi mình đã kèm cái gỏi cá trê, hủ tiếu chua cay và đậu hũ non chiên xù sốt mè. Đó, ở đây thì menu cũng khá là đa dạng. Mấy cái món như thế này thì tầm 70.000, còn những cái món này thì khoảng 100 mấy, 140, 160. Đó, có 80 à? Cũng có 80 thôi hả? Ờ, thì tụi mình cũng đã từng đi những cái nhà hàng Thái Lan rồi á, thì ở chỗ này tương đối là rẻ hơn những nhà hàng khác. Cái này á thì mọi người được mình được chỉ là không có đổ cái nước mắm này vô đây mà lên đưa vào chén rồi sau đó chín nước mắm lên sau. Ngày tới ẩm thực Thái Lan thì nó đang gọi cá trê. À, bây giờ anh thử nha. Cá trê này á là người ta róc thịt ra xong người ta bào chiên xù cái đống thịt đó lên chứ không phải là kiểu cá nguyên miếng đâu. Dạ. Ngon lắm cả nhà ơi. Trời ơi ngon, nó giòn tan luôn á. Và ở đây á kiểu nó là gỏi nhưng mà nó không có trộn lên hết đâu, nó để cho mình riêng từng phần như thế này. Một cái thố hủ tiếu á, tâm dâm. Tâm dâm thì tùy loại nha, cái thì có sữa, cái không có sữa. Ừ đúng. Cái này thì là tâm dâm không có sữa. Và để tụi mình thử cái nước sốt á thì nó rất là chua. Mà quỷ nó bảo là chưa phải là chua, chua hết cỡ của nó đâu. Ở đây thì sẽ có mực nè, có tôm nè, có nấm và mấy cái ớt khô. Đó, cái sợi hủ tiếu ở đây á như là hủ tiếu người Hoa đúng không? Nhưng nhìn như sợi phở vậy. Không, cái này là sợi phở thôi, nhưng mà sợi hủ tiếu người Hoa đâu, sợi hủ tiếu người Hoa nó bẹp hơn. Vậy không? Trời ơi, ngon quá. Nó không hề kiểu chua mà chua bị gắt, bị gắt cổ ấy. Nó rất là vừa phải luôn á. Nó chua chua, ngọt ngọt, cay cay và độ mạnh rất vừa phải. Trời, cái nồi này nêm nếm rất vừa phải. Thực ra lúc đầu đưa ra mình không ưng lắm tại vì nó hơi trắng trắng, trong trong á. Nhưng mà thực sự nêm nếm rất vừa, ăn rất là ngọt và rất là thanh. Nếu mày ăn thấy là mày sẽ được trải nghiệm cái cảm giác rắc đường vô tô hủ tiếu. Tại nó quá chua. Nếu như các bạn đi đông á, bữa nay thì tụi mình cũng đi ít người thôi, tụi mình kêu một tô thôi. Các bạn đi đông các bạn kêu một nồi luôn. Tại vì ở đây có mì mama nữa, cũng rất là hot ở Thái Lan. Và ra thì ở đây menu rất là đa dạng, mình thấy cái menu rất là nhiều món. Thì mọi người tới mọi người có thể kêu thử, và hôm nay thì tụi mình kêu vài món cơ bản đây thôi. Giá cả thì cũng vừa phải, mình nghĩ các bạn đi theo nhóm bạn hoặc là một cái chỗ rất là thích hợp để hẹn hò. Địa chỉ ở đây là 63/18 Baxter quận 1. Thì nếu các bạn muốn tới một cái địa điểm mà kiểu ăn đồ Thái Lan ngon, ấm cúng, hoặc là hẹn hò với người yêu, hoặc là đi tụ tập bạn bè sương sương nói chuyện, thì các bạn có thể tới đây. Không gian ấm cúng dễ thương, bình nhạc Thái này kia rất là cute. Đó, rồi bây giờ thì mình sẽ ăn tiếp và bước tiếp theo. Sau khi ăn xong á thì mọi người đừng quên là ra trước cái cửa quán ăn cơm uống nước để chụp hình nha. Rất là nhiều các bạn trẻ chụp hình check in ở trước quán rất là xinh. Và mình thì ngoài việc là chụp ảnh, mình còn quay một số những cái video xóa phông rồi tắt nền. Nếu mà các bạn đang sử dụng Oppo Reno 4 á thì các bạn thử sử dụng cái chế độ quay xóa phông, quay tắt nền của em này, nó rất là xinh. Ngoài cái việc tắt nền làm nổi bật chủ thể ra thì các bạn có thể tắt nền để lấy màu xanh, lấy màu đỏ, lấy màu xanh dương thì cũng rất là ạt. Nó có thể ghép lại thành cái video cũng rất là hay ho đấy. Người ơi, bây giờ chúng ta đang ở quán 030 Cuisine. Cuisine là kiểu ẩm thực. Cuisine, cái này Cuisine. Thôi nói chung là đây là mấy quán của Huy Trần. Và bạn nào xem người ấy là ai thì sẽ biết Huy Trần là ai. Còn mình không xem người ấy là ai mọi người ạ. Chỉ biết là hot boy nổi tiếng người ấy là ai thôi. Đẹp trai lắm hả? Ừ.
rất là đẹp trai. Và ở đây thì quán bán đồ ăn nó kiểu vừa Tây mà vừa châu Á mọi người. Nói chung là nó cũng kết hợp nhiều loại, ví dụ như là mì Ý, nhưng mà mì Ý này là mì Ý kim chi, pasta kim chi. Mức giá thì nó cũng ở trung bình, nó cũng không phải là quá là mắc nhưng mà cũng không rẻ. Cho nên mình nghĩ tới đây thì mọi người anh nên kêu tacos, tại vì nghe nói tacos là signature của quán này. Ở đây thì tụi mình đã kêu ra tacos này, súp miso này, pasta và cơm trộn tempura tôm và cá hồi. Đó, thì để ăn đúng kiểu ăn chắc bụng luôn. Vừa ăn đồ Thái xong bây giờ qua để ăn tiếp. Có bơ đi nè. À, có bơ tươi. Trái bơ á mọi người. Vừa xong rất là tacos đi thì mình đã nhờ người ta cắt ra làm hai, tại vì một cái này nó to. Đây là gì đấy ta? Đây là cá hồi à? Ừ. Spicy salmon. Đông biển. Đông biển mà, cái đó đông biển mà bà này. Mình có tưởng bánh tráng á mọi người. Taco này á, bên ngoài nó không phải là cái vỏ bánh taco đâu. Nó là đông biển mọi người ạ. Kết hợp đúng kiểu Tây và Á luôn á. Mà taco phải là Âu nè, Mỹ. Và ở đây thì tụi mình đã kêu thêm cái mì Ý nữa, ăn thử mì Ý xem sao. Mì Ý ngon không? Ngon. Một phần nó vừa phải, không có quá nhiều. Đây là mọi người đi đông đông á thì kêu được nhiều món. Nêm nếm nó vừa ăn thì kiểu hợp với khẩu vị của người Việt Nam. Chị Thư vẫn ăn được. Ở đây thì menu nước thì cũng có nhiều món. Nãy mình kêu rượu vang mà tụi nó chửi mình không cho kêu. Bây giờ sẽ tiếp tục ăn đây. Tận hưởng cái không gian này. Ở đây thì không gian nó kiểu cũng lãng mạn theo kiểu tâm xám á, tâm xám trầm trầm á. Ở trên là đèn vui luôn. Vậy hả? Ừ. Cho nên là mọi người có thể tới đây kiểu hẹn hò chiêu chiêu, uống rượu vang. Ở đây mọi người không cho uống, cho mình uống rượu vang thôi chứ mọi người nên uống rượu vang nha. Đó, hai đứa này nó ăn liên tục rồi, bây giờ mình ăn tiếp đây. Ok, và video của mình ở đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Và địa chỉ thì mình sẽ để ở trong video cũng như là phần mô tả. Các bạn có thể tới để check in quán của những nam thần showbiz. Còn bây giờ thì bye bye. Nhớ subscribe cho chị Yên này nhé.